tống tiền bà Nguyễn Phương Hằng, nam thanh niên lãnh 1 năm tù treo. Bà Nguyễn Phương Hằng chuyển khoản cho Cường số tiền 2 triệu đồng như lời đề nghị ban đầu. Sau khi chuyển tiền, bà Hằng đến công an tố giác tội phạm. Chiều ngày 29 tháng 12, tại Tòa án Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã diễn ra phiên tòa xét xử Mai Xuân Cường, sinh năm 1990, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, có hành vi cưỡng đoạt tài sản của bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam. Mai Xuân Cường đã bị tòa tuyên án 1 năm tù treo. Theo cáo trạng, vào giữa tháng 7 năm 2021, đối tượng Đinh Lan, sinh năm 1976, cư trú tại số 458-4A, khu phố 2, phường Bình Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, có gửi cho Cường những tấm hình được cho là ảnh khỏa thân có mặt của bà Nguyễn Phương Hằng để nhờ Cường gửi cho bà Hằng để làm nhục và yêu cầu bà Hằng không được tiếp tục công kích Đinh Lan trên mạng xã hội. Tuy nhiên, sau khi có hình ảnh được cho là ảnh khỏa thân có mặt của bà Hằng, Cường nảy sinh ý định và tự mình thực hiện hành vi cưỡng đoạt số tiền 2 triệu đồng của bà Hằng như đã nêu trên. Quá trình điều tra xác định Đinh Lan không biết Cường thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của bà Hằng nên cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Dầu Một chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự đối với Lan. Cuộc điều tra cũng xác định chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 5S màu trắng, không có gắn SIM và chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iTel màu đỏ, có số thuê bao 0354876756 là tài sản do Mai Xuân Cường sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội. Do đó, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một đã đề nghị Tòa án Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một quyết định tịch thu sung công quỹ nhà nước.